Kính thưa quý vị, năm hết Tết đến, SBTN South Carolina xin điểm qua một vài nét tiêu biểu của tiểu bang và cộng đồng Việt Nam tại South Carolina trong năm cũ. Năm qua, tiểu bang South Carolina tăng trưởng kinh tế 3% là con số khá khả quan. Số thất nghiệp giảm đáng kể, trong khi xuất khẩu tăng 21.4%, đa số nhờ đầu tư thật lớn của các công ty liên quốc gia. Hãng xe BMW năm qua đã bắt đầu chương trình 1 tỷ Mỹ Kim mở thêm cơ sở 1 triệu square feet tại Greenville, South Carolina và nhận thêm 1.000 công nhân mới. Xưởng Boeing 787 tại Charleston, quê nhà của Thống tướng Westmoreland, đã cho ra đời 4 máy bay Boeing 787 Dreamliner cung cấp cho Air India. Hiện nay, tất cả máy bay Boeing 787 Dreamliner phải tạm ngừng bay vì trục trặc bình điện. Nhưng nhận thấy cơ xưởng tại Charleston, South Carolina vẫn tiếp tục sản xuất 3.5 máy bay một tháng. Được biết, 59 hãng máy bay trên thế giới đã đặt mua 854 Boeing 787 Dreamliner. Các hãng vỏ xe lớn như Bridgestone, Continental, Michelin đang xây thêm nhà máy. Để năm nay và sang năm, South Carolina sẽ là nơi sản xuất vỏ xe nhiều nhất nước Mỹ. Riêng hãng Michelin năm qua đã đầu tư thêm 750 triệu Mỹ Kim, xây thêm nhà máy mới sản xuất vỏ xe khổng lồ và hoàn thiện vỏ xe không hơi cho quân đội. Theo ông Tổng Giám đốc Michelin Bắc Mỹ Peter Shellek, vỏ xe sản xuất tại South Carolina được khách hàng thế giới tín nhiệm hơn hàng làm tại China và các nơi khác. Đồng hương Việt Nam tại South Carolina rất hiền hòa, hiếu khách và có đời sống ổn định. Hầu như rất ít hay không ai bị thất nghiệp lâu dài. Giới trẻ thế hệ thứ hai đều có công việc rất tốt tại các hãng xưởng lớn. Lâu nay cộng đồng không xảy ra tệ nạn xã hội nào. Đặc biệt năm qua, nhờ cuộc vận động sâu rộng của hệ thống truyền hình SBTN, cử tri người Mỹ gốc Việt tại South Carolina đã ghi danh bầu cử khá đông đảo. Tuy nhiên, gần cuối năm, một biến cố không vui và đầy lo lắng cho cư dân tiểu bang South Carolina, cả Mỹ lẫn Việt, là sở thuế tiểu bang đã bị tin tặc ngoại quốc xâm nhập, lấy trộm các thông tin cá nhân, nhất là số an sinh xã hội của 3.8 triệu cư dân và 700.000 cơ sở thương mại. Tiểu bang đã phải chi ra 12 triệu Mỹ Kim để ngăn ngừa kẻ xấu sử dụng những thông tin bị mất cắp đó. Nhưng hậu quả qua vụ đánh cắp khổng lồ này chưa thể đo lường được. Nhưng dù sao, chúng ta cũng tạm quên đi để cùng vui đón Tết Quý Tị. SBTN South Carolina xin kính chúc quý vị một năm mới đầy an bình, thành công và may mắn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin qua tin đốn xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.